Ok, thì đây là con cua mở hàng đầu tiên mọi người. Bây giờ mà mình chưa cắm xong dàn câu nữa mọi người. Bây giờ không dẫn chối xong mấy cái con này mấy con kia ăn luôn rồi nè. Mà cái dây này còn hơi cứng cho nên là nó buộc rồi. Anh Hiếu thì anh đem về một con cá chà bá, trời má ơi nó bự. Đã cắp là đây. Nó bự. Còn Quy Quang nè, cái thằng câu đây nè mọi người. Nó máng lên cục điện, nó máng lên dây điện. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ngày Ngủ Vlog nha. Và ngày hôm nay thì Huy đi xuống anh Hiếu câu cua mọi người. Đây nè. Cái điểm này hôm trước mình đi câu cua mà đi bắt được mấy con ếch đó mọi người. Đây nè. Ok thì cái dàn câu hôm trước câu thì chưa có cuốn. Mà bây giờ mình chỉ xuống mình móc mồi thôi mọi người. Bây giờ mưa kéo tới rồi nè. Quá trời gió luôn, quá trời giông gió luôn mọi người. Ok thì bây giờ Huy sẽ tranh thủ móc mồi vô mọi người rồi mình thả câu xuống thôi. Câu thì bây giờ nó còn ở bên dưới thì giờ mình chỉ cần mình móc mồi lại thôi. Mưa luôn rồi. Ok. Giờ vừa mới xuống cái điểm câu luôn mọi người, chưa kịp móc mồi đúng mà mưa kéo tới rồi. Mưa quá trời lớn luôn. Qua. Wow. Nhớ là chỗ này đúng rồi. Chỗ này là chết tối luôn rồi. Bay hướng dòm hết lại luôn nè. Đây mọi người. Hiếu mới vừa lại tới luôn. Anh Hiếu tới đâu là mưa tới đó, ông coi là móc mồi là xong nãy giờ đó. Ổng đi tới đâu là mưa tới đó. Không biết ổng bên kia ảnh làm ăn được hay không mà ảnh qua bên mình. Ở bên kia cái ông kéo cái tháng 7 qua đây cho mình luôn à. Tự nhiên bây giờ ổng vừa tới mưa. Anh nói đừng đới. Em bảo đảm luôn, khi nào mà anh Hiếu anh trắng á là anh thua rồi. À. Ok là mình ngồi đây mình chờ cho bớt mưa mình móc mồi đó mọi người. Đó. Đây nè. Mưa đều quá trời mưa luôn. Ok thì nãy giờ hai anh em núp lùm mọi người. Hết mưa chưa? Hết mưa rồi, mưa về coi thôi à. Rồi, ok mình về thôi chứ. Về gì anh trời, chưa có thu nhập về gì đó. Tại vì trong chủ nhà, trong chủ quán nước đó, họ mở nhạc mọi người, cho nên là Huy xin họ tắt nhạc cho Huy quay 2 phút để Huy móc mồi. Thì bây giờ mình tranh thủ rồi mọi người, mồi thì Huy để trên xe, bây giờ mình móc mồi thôi. Tại vì cái số dàn câu á hôm trước mình câu mà mình không có cuốn rồi mọi người. Ok thì bây giờ mình tranh thủ ha. Đi anh Hiếu ơi. Ok móc mồi thôi. Tự nhiên em thấy anh trắng ra anh Hiếu hay là nó đủ nắng ra? Trắng khá trắng ra, trời ơi. Đi đâu? Đi ok ok bây giờ tranh thủ nè mọi người. Bây giờ anh Hiếu ảnh đang móc mồi ở đây, đây nè. Gắn nước anh. Ừ. Đây bây giờ anh Hiếu ảnh móc mồi ở đây, mình tranh thủ mình qua bên kia nha mọi người. Đây. Họ nhìn Hiếu đúng là con gái đứng cái tướng có duyên á, nhìn dễ thương. Đứng chẳng hạn chẳng hề. Ăn rồi. Đây này, đúng rồi, cái đó. Mình mới cắm được. Anh cắm cái này mọi người. Mới có 6 cây à? Mới có 6 cây mà bây giờ mình cho thủ mình xuống mọi người. Mà quan trọng mình xúc được hay không nè. Không được là ngồi đạp xuống dưới luôn nè. Bạn hàng lấy ngót cái cây. Ngọt nè. Có đó. Sắp đến.
trời ơi chết tôi rồi. Đẩy luôn hả? Được. Vừa lên tới một đứa nó. Ôi ôi trời ơi hay quá. Trời ơi, con cua bự. Trời ơi, cái con này mày thảy cái tức ối máu luôn trời. Đây nè. Trời ơi. Nè, ướt hết rồi. Trời ơi, phải hy sinh gì nghe thật. Phải hy sinh gì con cua này chứ quên. Trời ơi, cua này chắc à. Gặp anh này sảy chắc luôn. Trời ơi. Là là nó vừa nhóm này bước nó buông phải không? Đúng rồi. Ồ. Cua y luôn, đừng cua y. Cua bò đã ha. Chết cha, giờ có dây đồ chối. Ồ, hình quá. Chút xíu này xảy mẹ ơi. Em định ấy... Gì? Em định xúc ngược lại. Xúc ngược lại hả? Nè, qua chưa? Qua qua. Mà anh em nữa bị... Nhém nữa là bị ruột nha mọi người. Nhưng mà mình xúc chặn đầu nó. Cua thì ví dụ như mà nó ruột á. Mình xúc chặn đầu nó, mình xúc chặn lại là ok à. Rồi để làm cái lao camera, cái camera đây bị mờ rồi. Đây là con cua mở hàng đầu tiên nè mọi người. Bây giờ mà mình chưa cắm xong dần câu nữa mọi người. Bây giờ ông dần chối xong có mấy cái con này mấy con kiến ăn luôn rồi đó. Mày cái dây này còn phải cứng cho nên là nó buộc rồi. Con mở hàng đầu tiên được rồi. Gặp mấy con cua này anh chối nửa tiếng chưa xong. Tứ hả? Dạ, ý tứ là bán 200 mấy. 203 kg. Ý tứ là 4 con ký phải không ạ? Ý tứ là nó bán 4 5 con rồi đó. 2 lần 250 gram lên á. Rồi, ok, anh em mình sẽ đi cắm tiếp. Bây giờ chưa cắm xong nữa. Đi. Ok, bỏ vô bọc luôn nè. Ok, thì bây giờ anh Hiếu sẽ hỗ trợ cho Huy trong mấy cái cần câu cuối cùng nha mọi người. Đây thì Huy sẽ cầm máy quay cho anh Hiếu. Giờ mình mẩy con Huy ướt hết trơn rồi, xin đất không à, chút xíu vô rửa mới được. Hôm nay đi xuống đây thì tuy nhiên hồi nãy định thay cái bộ đồ ngắn rồi mọi người. Nhưng mà không có kịp thời gian. Định móc mồi với lại cắm câu xong rồi mới thay nhưng mà không kịp. Chưa gì cua nó ăn rồi, xuống xúc cái ướt hết đồ rồi. Ok, hôm nay lại với nó luôn. Ướt hết đồ được cua, không ướt là cua sảy luôn rồi đúng không? Rồi, cái này cua đang ăn nha. Ăn không cho thấy cái nhỏ nó thủng rồi. Ờ, ăn rồi. Cái cây này là dội nhã luôn rồi. Đây, con cua nó đang ăn. Đó, cái dây chặn luôn. Cái cây nãy này, vừa cắm xuống thấy nó xong kịp đó, nó giật. Nước thì bây giờ mình câu chỉ tầm nửa tiếng nữa thôi, nước nó đang giúp rồi, bữa nay câu hơi trễ, nãy bị trời mưa. Trời ơi, uổng ghê. Em để đi, hồi nó ăn nữa, hồi nó ăn nữa, nó còn ở dưới đó. Tình hình là thất thu rồi mọi người. Hôm nay anh em câu hơi trễ cho nên là câu vừa, nói chung là câu được nửa tiếng thôi, rồi nước nó rút á. Cho nên là giờ mình chuyển sang cái bịch B. Anh em thủ ở đây hai cái cần câu nữa mọi người. Định đi ra ngoài sông đi đánh lớn nhưng mà không ngờ bị trúng lớn. Mưa quá trời lớn luôn. Mưa nữa mọi người, đây nè, mưa lâm râm nè. Thì hai anh em mình uống cà phê ở đây á, rồi cũng có quen với chủ quán á. Ở ngoài sau nó có miếng đất mà nước nó ra vô mọi người. Nó có cái ao á, ao này giống như là ao hoang nè, mà nước nó ra vô. Có cái thiên nhiên á mọi người. Thì hai anh em cũng có xin chứ không ăn trộm nha. Xin chứ không ăn trộm là nghề của anh Hiếu. Thì không
không biết thành quả cái của cái kế hoạch B này như thế nào thì mọi người cùng chờ xem nha. Ok, thì bây giờ mình xuống càng trước đây. Kìa mọi người, nó giật. Kìa mọi người, cái cây của Huy vừa đưa xuống kìa, cá nó giật kìa. Kìa nó giật liên tục luôn kìa. Bây giờ tới anh Hiếu nè. Cho anh Hiếu à, cho xuống luôn anh Hiếu ơi. Em không biết là hình như là cái cây của em nó ăn rồi đó. Đúng rồi. Ok, thì bây giờ Huy giật lên nha mọi người. Kìa cá nó ăn, nó lôi kìa. Ui, cái gì? Ui, cá phi. Mới thả xuống dính cá phi rồi. Ui, cá. Ui, con cá này. Ui, cá. Ai đi, gửi đi, mình ra ngoài lấy cái gì bỏ vô. Ui, gì? Mình xuống mấy thẻo ta? Ba thẻo. Ba thẻo mà hai ông nọ này hết rồi. Ui, nó dĩa đi ta. Dĩa. Còn cái cây của anh, cái phao lúc ngoại nó vậy sao thấy ta? Ây da, con gì nó cắn em đi. Gì vậy? Cái gì mà ây da, quậy với má. Vô trong rừng này mình bị nhiều thứ. Này con cắn độc kích mình. Cua coi bộ không im, cái cá này cua im à. Mới để xuống rồi mà cá phi nó đớp à. Ủa, con cá này chả bá luôn. Kiếm. Đây. Cái vỏ bà nè. Rồi, để Huy bỏ vô cái vỏ, cái đầu mình sẽ xuống mồi luôn nha. Cái cây của anh Hiếu. Ê. Trời ơi, má hồi quá đã luôn. Ây da. Ui, cá này nó bự quá trời. Trời ơi. Bàn tay luôn. Cái này bà bốn thẻo móc lần quạng nó với cái tay. Tại vì cái cây này, cái phao nó nhỏ, nó chìm luôn rồi. À. Quá đã. Nó chìm luôn rồi, còn cái, nó giật cái hàng câu quá, nó giật lên cái nó dính luôn. Đây. Chưa kịp móc mồi nữa, cái túi kìa. Đây nè, cái cây của Huy nè, để này nè mọi người, chưa kịp móc mồi luôn. Ok, thì bây giờ là sẽ lấy cái bọc mồi qua đây mình móc rồi mình thả xuống nha mọi người. Dính hai lưỡi, con phi con cá chốt. Mình thì mình dính hai con, anh Hiếu cũng dính hai con luôn. Bây giờ cái con cá chốt mình bắt đi, con cá phi nhỏ nhỏ là thả đi. Ok. Bên kia anh Hiếu cũng dính hai con, nhưng mà do là cá nó nhỏ quá cho nên là không thả lại. Đa số là câu dính hai con thôi mọi người. Quá đã. Đây, được hai em nữa. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái em bên đây. Em này hơi bự, còn em nhỏ này em thả xuống. Đồng hồ nó dính lần 2-3 lưỡi không. Đây Huy mới dính được con cá lớn nha mọi người. Đây nè. Con cá này nè. Cá chà bá luôn. Wow. Ôi, nó nhảy kìa. Mạnh ghê luôn. Đây nè mọi người. Con cá phi chà bá bự luôn. Wow. Cá là bự nè, anh dính con này bự nè. Đó, thấy bự chưa? Bột này cho hơi thả lại.
ơi. Ui má ơi. Ui trời ơi. Ui. Ui nó bự. Nó bự bằng mặt Hiếu luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Nãy giờ bự nhất luôn. Ây da, nó dậy như ghê quá. Ôi trời. Ôi má ơi. Đưa lên anh Hiếu, đưa lên Hiếu. Bằng cái mặt không? Ôi trời nó bự. Nãy giờ thì hai anh em dính cũng được kha khá rồi đó mọi người. Dính đâu cũng được ký ký ngoài cá rồi đó, mà cá toàn là cá to to rồi không nè. Đó. Ok thì tranh thủ câu xíu nữa mọi người, tại vì bây giờ nè. Trời thì mưa. Nhìn đây khung cảnh rất là đẹp ha. Chim quá trời chim luôn. Ôi. Ôi. Con cá chốt mọi người. Nè. Huy tưởng là cá phi. Trời ơi. Cầm bóp lại nhém nữa là bị nó đâm rồi. Con này mà nó đâm thì má ơi luôn. Trời ơi sao giờ Cà Mau kịp. Ok thì bây giờ tranh thủ gỡ nó ra mọi người. Anh Hiếu thì anh đem về một con cá chà bá. Trời ơi má ơi nó bự. Đã cắp là đây. Nó bự. Còn Huy Quang nè, cái thằng câu đây nè mọi người. Nó má mình cục điện. Má mình dây điện. Vợ dính đây toàn ten. Ngựa ngựa mà đặt con câu rồi. Đây nè mọi người. Thành quả của hai anh em nãy giờ nè. Đây. Đây cua thì dính thì có con mà cá nè, nhìn nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con này. Anh học lớp mấy mà anh đếm lẻ gì? 3 kg vậy đó. Ơi cá ăn, cá ăn. Cá ăn. Khủng. Đây. Đây là tất cả thành quả mà hai anh em khi mà dỡ cái quạch A là câu cua, anh em chuyển sang cái quạch B, hai anh em đi câu cá nè mọi người. Đây. Cá rô phi. Với lại cá chẽm. Cá chốt. Wow. Cái này là 4 kg nha mọi người. Nặng lắm. Ở bên ngoài. Nè, mấy ký? Nặng lắm. Trên 4 kg. Wow. Cái còn nửa ký. 400 gram thì cái này có mười mấy con mà. Quá trời nhiều rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ coi lại kiểm tra lại cái số cá nào mà nó nhỏ mọi người. Bây giờ mình thả bớt. Ok mình xem con nào nhỏ mình thả thiếu rồi. Con nào học sinh á. Nếu mà hồi nãy mà không có dính với con cá lớn á là cỡ này là mình lấy nè mọi người. Cỡ này là lớn nè. Bây giờ dính nhiều quá chê quá. Ừ. Ok. Thả lại đi, hôm sau câu tiếp. Thì cỡ này ăn được nhưng mà ta nói dính nhiều quá mình bỏ xuống đi. Lấy mấy con cá lớn nè. Cái kìa, con này nè. Con này bỏ luôn đi. Con này nè. Được không? Vậy lấy đi con đó đi. Được rồi, được, lấy đi. Bỏ đi. Bỏ luôn hả? Rồi, ok, như đây được. Ok thì ngày hôm nay tuy cái vịt A bị bể nhưng mà vẫn còn cái vịt B mọi người. Đó, hai anh em câu cá, đây là thành quả của hai anh em đây. Đó, thì bây giờ cũng chiều rồi mọi người. Bây giờ Huy còn tranh thủ Huy về Sài Gòn nữa. Đó, bây giờ chạy giờ bên nhà thôi. Ok thì, ủa gì?
anh nhìn ngoài vậy thôi. Anh nhìn nhìn giống như anh muốn nói vậy, anh gọi nó chiều mà anh tính nói là tốt. Ok thì bây giờ mình tranh thủ mình sắp xếp mình về chia tay với anh Hiếu, mình về mọi người. Đó thì thành quả của hai anh em ngày hôm nay là số cá này. Ok thì video cũng đã dài rồi. Anh Hiếu có muốn chia sẻ gì điều gì không anh Hiếu? Thì nói chung bữa nay câu cua bị thất bại vì mưa rồi nước cạn, câu dính được có đúng con còn một. Đúng một con một mọi người. Vậy quá cho nên nhà cũng được đem theo mình câu nè. Câu tính câu cá mà bị nước cạn luôn, mấy nay đi vô đây xin cái ông chủ mà muốn nước quen nè. Đó, cá này thì nói chung là thiên nhiên nó ra vô. Đây á, là mấy cái ao này thiên nhiên nè mọi người. Ra vô cá ra vô vậy đó. Ừ. Em nghĩ là cá ông thả không chứ, nhưng mà ai ngờ là nước cá nó ra vô tự nhiên không. Nó đẻ dữ lắm rồi. Nó mà một con mà nó đẻ dữ dằn luôn. Cá phi đẻ dữ nhất. Ok thì bây giờ không tâm sự với mọi người nữa. Thì bây giờ Huy sẽ tranh thủ Huy về Sài Gòn. Thì chia tay với Hiếu ở đây. Ok thì clip cũng đã dài rồi. Ngày hôm nay thì hai anh em cũng muốn chia sẻ với mọi người là số cá này thôi. Đó, ai mà có ngẫu hứng thì đi câu cá thiên nhiên dân dã thế này rất là vui nha mọi người. Cũng giải trí được, cũng nhẹ đầu óc nữa. Ok thì bây giờ Huy cũng như là anh Hiếu xin chào tạm biệt mọi người nha. Nếu mọi người thấy video hay, kịch tính, hấp dẫn thì mọi người cho Huy xin một like cũng như là anh Hiếu một lượt đăng ký kênh cũng như là chia sẻ để cho anh em bạn bè cùng biết nha. Và bây giờ thì thân ái kính chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye.